Vâng, xin chào toàn thể anh chị em đang theo dõi video này. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị em về dòng cây sim rừng mà bên nhà vườn mình đang phân phối. Như anh chị em đang nhìn thấy đây là những dòng cây sim rỗng với cây đang cứng. Cây này thì cao cỡ khoảng 50 cm đến 60 cm. Thì dòng cây này cũng đã có tay tán cành rất là nhiều rồi. Và đặc biệt như quý anh chị em đang nhìn đây thì cây tương đối là cứng và được đóng ở trong một bầu, cho nên là ship đến 5 ngày, 7 ngày cũng không vấn đề gì. Và tại thời điểm này thì là vào mùa hoa, mùa nụ, và khi anh chị em của chúng ta mang về trong đợt này thì sẽ được ngắm hoa, được uốn, cũng như là được để trồng và ngắm cảnh. Và trong khoảng vài tháng nữa thì chúng ta lại được ăn quả. Đây là một điều đặc biệt của dòng cây sim rừng bên nhà mình phân phối. Thì với dòng cây này thì rất là dễ trồng, cho nên anh chị em của chúng ta cứ yên tâm, khi mang về chỉ cần chất đất phù hợp bình thường cũng đã sống rồi. Bên mình thì xỉ nẻ số lượng lớn, số lượng ít đều xỉ nẻ. Anh chị em cứ gọi điện vào số điện thoại như trong video này để mình sẽ tư vấn cho anh chị em. Lưu ý là bên mình ship code toàn quốc, và nếu thời gian đêm khuya anh chị em có thể add Zalo và nhắn tin. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn, cũng như là anh chị em sẽ đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.